ơn quý khán thính giả phần tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Mở đầu phần tin Việt Nam thì ông Trần Anh Kim thưa quý vị lại bị án tù vì tội lật đổ chính quyền. Nhà đấu tranh Trần Anh Kim và đồng sự là Lê Thanh Tùng bị tuyên phạt 13 và 12 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm vào hôm 16 tháng 12 tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Luật sư và gia đình cho hay như trên, ông Trần Anh Kim, 67 tuổi, cựu trung tá quân đội, từng bị án tù 5 năm rưỡi trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2015, cùng với tội danh quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ông Kim và Lê Thanh Tùng bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, ông Kim nảy sinh ý tưởng thành lập tổ chức lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mục đích lật đổ chế độ hiện nay để thành lập một nhà nước dân chủ. Ông Kim tự xưng chủ tịch và đề cử ông Tùng, cựu sĩ quan làm phát ngôn viên tổ chức nêu trên. Hai ông dự kiến ra mắt tổ chức trên mạng Internet vào hôm 21 tháng 9 năm 2015, nhưng bị lực lượng an ninh bắt và khởi tố. Hôm 16 tháng 12, từ Thái Bình, luật sư Võ An Đôn, người bào chữa cho ông Lê Thanh Tùng nói, theo tôi đây là bản án oan. Ông Kim tuyên bố tổ chức của ông chỉ có 7-8 người, nhưng thực sự chỉ có 2 người, và dự định đó mới chỉ là ý tưởng trên mạng, chứ chưa có hành động cụ thể nào được cho là lật đổ chính quyền. Hôm 16 tháng 12, bà Nguyễn Thị Thơm và ông Trần Anh Kim, người dự phiên tòa nói, trong lời sau cùng, chồng tôi nói tất cả những gì ông ấy làm đều theo luật pháp chứ không có gì sai. Ông ấy nói mình và ông Tùng chỉ đưa ra ý tưởng muốn Việt Nam thịnh vượng và được toàn vẹn lãnh thổ chứ không hề bạo động. Tháng 10 năm 2015, ông Kim khi đó mới mãn hạn tù được 9 tháng và vẫn đang trong thời gian chịu 3 năm quản chế, lại bị tạm giam với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79. Sinh năm 1949, ông Kim từng mang quân hàm trung tá, giữ chức bí thư đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị ban quân sự thị xã Thái Bình. Ông là thương binh, đã được tặng thưởng nhiều huy chương. Ông được tổ chức theo dõi nhân quyền là Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Helmet năm 2009, thưa quý vị. Và tin về liên quan đến Formosa, thời hạn cho việc bồi thường thảm họa Formosa. Thưa quý vị, tiền bồi thường cho nạn nhân thảm họa môi trường do Formosa gây nên phải được đến tay người dân trước ngày 25 tháng 12 năm nay. Bên cạnh đó, một nhiệm vụ cấp bách là giải quyết lượng hải sản tồn kho để dân đưa ra tiêu thụ. Ngoài ra, phải sớm công bố biển miền Trung và hải sản miền Trung đã hoàn toàn sạch. Số hải sản nhiễm độc đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Đó là những chỉ đạo mà ông Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Việt Nam đưa ra và được công bố trên mạng của Chính phủ Hà Nội trong ngày hôm nay. Cũng như tại Quảng Bình, Tổ công tác tiến hành kiểm tra một số kho đông lạnh hải sản và đến tại xã Thạch Kim giám sát việc tiêu hủy gần 300 tấn hải sản đã tồn động và bị xét nghiệm là nhiễm các loại kim loại nặng như là phenol, cadmi. Tại Hà Tĩnh, chỉ thị này phải hỗ trợ ngay tiền bồi thường cho thảm họa môi trường Formosa cho ngư dân và cho tiểu thương. Trước Tết âm lịch Đinh Dậu, tại tỉnh này không còn cá bị nhiễm độc. Và từ đầu tháng 4 vừa qua, nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Án, Hà Tĩnh đã xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển, gây nên thảm họa môi trường hải sản chết hàng loạt dọc theo 4 tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, thưa quý vị. Đó là phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức hôm nay của chúng tôi. Ngọc Thủy cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.